Chào các bạn. Tình hình là có há nhiều bạn yêu cầu tụi mình làm một clip trò chơi con mực Squid Game phiên bản đời thực nha các bạn. Nên hôm nay là tụi mình quyết định là đầu tư trang phục, rồi bắt bé tù, với lại thêm thằng một hồng bên đây là bảo vệ nha, để dành chơi Squid Game. Team tụi mình thôi chơi nội bộ nha các bạn. Tại vì hiện tại đang là dịch bệnh, tụi khá là nhiều không có chơi khách mời được, nên tụi mình chơi nội bộ đấu hài thử coi là chơi Squid Game phiên bản đời thực là có hả hơi hay không. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu 6 tù trước nha các bạn. Đây đầu tiên là bạn người chơi đầu tiên là ăn Shishuko. Ăn thôi được rồi. Rồi tiếp theo là Toàn chung vô hóc. Em tại sao em lại đến tham gia trò chơi này Toàn? Do cuộc đời nghèo khó của anh đưa đẩy em tham gia trò chơi này. Rồi Đại Tiện sao em? Thì nhà em cũng khá là giàu. Em chỉ tham gia trò chơi này vì đam mê thôi. Tại nó nổi quá anh, nói trên mạng quá. À dạ như thích trả lời đúng không? Đúng rồi. Rồi tiếp theo là dĩ trong dòng dĩ chơi sông dòng. Đúng rồi. Sao em? Tại sao tham gia trò chơi này em? Cuộc đời nó đưa đẩy em. Nó đưa thì em đẩy thôi. Quất cái 320 triệu luôn anh. Giờ phải chơi game gỡ gạt. Là tức là hiếu nạ nên vô đây để chơi để gỡ gạt đó đúng không? Đúng rồi anh. Cuộc anh đời đưa đẩy quá. Rồi tiếp theo là Bảo gì em? Bảo hả anh? Bảo xe ôm. Sao em? Bảo gì nè? Bảo gì trong Naruto nè? Bảo Gaga. Bảo Gaga hả? Ồ, Bảo Gaga. Tại sao chơi trò này em? Em tính kiếm ít vốn để ăn chơi anh. Ê, nó bỏ tài vô áo chút móc cát là quăng mà. Rồi tiếp theo là Hương bắt sông dông. Hương thì nãy đang chơi game tự nhiên ai kêu bắt vô chơi nó không biết gì hết á. À bị bắt vô chơi rồi không biết hả? Nói chung là mình đã giới thiệu xong 6 bạn khách mời đến từ Hàn Quốc nha các bạn. Còn ở đây là này không có hình gì hết bạn ơi. Nói chung là bảo vệ mướn về bỏ cái 200.000 mướn vô chơi thôi, không có hình gì hết nha. Và mình hôm nay là mình sẽ làm quảng trò nha các bạn. Đây phiên bản cô gái áo ca mạnh mẽ. Nhìn cũng hư quá. Nói chung là team mình hôm nay là sẽ chơi phiên bản Squid Game và đề hợp phiên bản tấu hài thôi nha bạn. Và ở đây có 6 người chơi, mỗi người chơi sẽ tượng trưng cho 1 triệu đồng. Có nghĩa là có tất cả 6 người mà 5 người bị lội thì người cuối cùng sẽ thắng được 6 triệu nha bạn, mỗi người 1 triệu. Trong đám này có đứa nào chưa xem phim Squid Game không? Chắc mình lên rồi. Ôi giời. Vậy chưa xem hả? Em coi Squid Game loại khác. Loại khác rồi chưa chơi đâu. Ok, những ai mà chưa xem thì sẽ là một gọi là rất là dễ bị lỗi bạn. Tại vì ai xem phim rồi thấy là nó có khá là nhiều chi tiết có thể lách luật được rất là dễ. Ok, để tránh mất thời gian thì bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh các bạn nhấn một phát để ủng hộ team mình có động lực thực hiện những video khác hoặc là làm cái trò chơi này nó thú vị hơn nha bạn. Và đặc biệt là khi mà hết dịch thì có thể là tụi mình sẽ làm một Squid Game phiên bản nhiều khách mời hơn, đầu tư hơn nữa nha. Bản này như là bản demo, tấu hài cho vui thôi nha. Rồi theo như bộ phim thì vòng 1 sẽ là vòng trò chơi đèn xanh đèn đỏ nha bạn. Trong cái bộ phim nó có một cái khúc ca thì mình thật sự là không thể nào mà hát được cái đoạn đó, nên mình sẽ chơi đơn giản theo đèn xanh đèn đỏ luôn. Đó chính là mình nói đèn xanh thì được phép di chuyển, còn nói đèn đỏ, thằng nào mà đang di chuyển mà mình nói đèn đỏ dừng lại là mà vẫn còn di chuyển thì sẽ bị lỗi. Đó, đơn giản đèn xanh đèn đỏ thôi nha các bạn. Có thể là anh sẽ nói thêm đèn vàng nữa nha. Với đèn giao thông với đèn vàng là đèn đi chậm thôi nha các bạn. Ok, và ở đây là mình sẽ làm một cái mức và phía bên kia là sẽ đích đến nha. Rồi ok, vòng 1 này sẽ khá là đơn giản. Phía bên kia là 6 cô sẽ đứng một cái mức và phía bên đây mình là sẽ có một cái mức trong thời gian 5 phút. Nếu như đứa nào mà nó chạy qua được bên mức bên đây thì sẽ được vào vòng 2, còn đứa nào trong vòng 5 phút mà không qua được thì sẽ bị lỗi. Và đặc biệt là mình sẽ chơi theo dạng đúng đèn xanh đèn đỏ luôn, có nghĩa là mình sẽ nói là đèn xanh thì tụi nó sẽ được phép di chuyển, khi mình nói đèn đỏ là phải đứng im luôn. Mỗi lần mình nói đèn đỏ là mình sẽ quay đầu lại các bạn. Nếu như mình phát hiện thằng nào mà chẳng còn di chuyển là thằng nó sẽ bị lỗi. Và thời gian sẽ là 5 phút nha. Ok chưa? 3, 2, 1. Nói đèn xanh được đi, chưa nói được đi là bắt đầu rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Và mình sẽ nhắm mắt lại các bạn. Đèn xanh đèn đỏ. Chẳng được, chẳng được. Đèn vàng. Đèn vàng. Tên đó. Ủa sao nhanh dữ hả? Sao nhanh dữ hả? Anh nhớ là trong game là vừa mới bắt đầu trò chơi thì có 2-3 thằng nó chạy nhanh lắm và nó chết ngắt mà ta. Đàn xanh. Tên đó. Tên đó. Dính rồi, dính rồi. Qua wow, anh ơi. Qua wow. Rồi. Hả? Một phải ăn tắt hả? Không, nó gần tới mình là mình phải đọc nhanh thôi các bạn. Đèn xanh, đèn đỏ. Dạ. Dạ. Đèn xanh, đèn đỏ. Đèn xanh, đèn đỏ. Chị cùng cùng lắm á. Cười giải tính nha. Đèn xanh, đèn đỏ. Hai cho tờ các bạn. Nó có hơi di chuyển một tí luôn nhưng mà hai nha. Đèn xanh, đèn đỏ. Ôi vậy ông nhảy, cái qua rồi. Chơi rất là hận trọng luôn, không chống win gì hết các bạn. Đèn xanh, đèn đỏ. Đèn đỏ. Đèn xanh, đèn đỏ. Nói chung là đại thiện. Nó chơi rất là hành trọng luôn bạn, nó không hề nhảy luôn nha. Đèn xanh, đèn đỏ. No. Tất cả mọi người đều qua được trò chơi này trong vòng 2 phút với bạn. Tại trong phim á, nghĩ là đạo diễn cho phần kịch tính rồi, mỗi lần thấy máu hay là gì đó sợ đồ chết thôi, chứ ngoài đời thật thì tụi nó sẽ rất là thận trọng, khó mà có thể mà tiêu diệt được nó lắm các bạn. Nói chung là vòng 1 là vòng khởi động, không có ai bị tập hết nha. Rồi ok, theo như bộ phim thì vòng thứ 2 sẽ là vòng tách kèo các bạn. Cái này hạt kẹo này là mình mua Shopee, mắc hết cái rồi do mình tách thử các bạn. Có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10 cái mà mình chơi hết cái rồi nha. Và mình tách thử là mình bóc vào hình tròn các bạn, mình tách trong vòng chỉ có 3 phút thôi. Nên bây giờ quyết định là cho mấy cô là thời gian gấp đôi luôn là 6 phút để tách kẹo. Ok. Và ở đây là mấy cái hình là nó được shop random luôn các bạn, mình không biết là trong đây hình gì hết, băng keo vẫn còn dán luôn nè. Và phải cho mấy cô nó lựa nha. Đây dĩ số em muốn nào em. Cái đó đúng không? Này nên lấy cho đừng mở chút nữa mở sao cho vui em. Thôi mở trước luôn đi. Mở luôn hả? Đúng rồi, dĩ review luôn coi dĩ được hình gì nha bạn. Coi giả rung kìa, nó mở hũ kèo nó rung kìa. Này cái kim. Kim hả? Ừ, này cái kim. Đây này cái kim nha. Con này là cục kẹo nè. Chắc ngồi sao rồi. Bỏ vô trong hộp này luôn nè. Này hình cái bông mấy bạn ơi. Hình cái bông 6 cánh. Đó kẹo để đây hả? Ok chưa? Quá đã luôn. Rồi tiếp theo là Toàn. Hộp này anh. Hộp này đúng không? Anh bắn em luôn đi. Để mình thua cho anh Toàn luôn nha bạn. Sợ tụi nó già yếu nó thua chậm lắm các bạn. Kim nè, giữ nha. Ủa trời, Toàn giống vậy luôn rồi. Hay quen quá. Cậu quá nước cục luôn. Ủa hình vuông các bạn, hình này khá là dễ, này để tay vẽ cũng được đó Toàn ơi. Rồi game dễ quá anh ơi, vậy là Toàn qua được chắc rồi. Rồi tiếp theo là Đại, lấy nào em? Chơi cái giữa hả? Đại được hình gì đây? Hình giấy tờ, hình được ta bớt như hình cái dù. Hình này cờ đỏ sao về Việt Nam cũng được. Ôi khá đơn giản, hình vuông các bạn, hình chữ nhật hình vuông như nè, mà cũng khá là dễ. Đây là người dễ thôi. Đó là nhân phẩm, ăn nhân phẩm. Oh, em nói là em thích hình này đúng không? Cho ông chú người Hàn cây dù là được rồi. Cây dù á. Trò này là chắc là người Hàn là chơi mỗi ngày các bạn, nên ăn nó khá là tự tin nha. Yeah. Nó biết tiếng Việt luôn. Chết ăn rồi. Ủa, hình vuông các bạn, hình vuông khá đơn giản. Rồi Bảo Sa Gaga đúng không? Bạo ra ra chắc sẽ được hộp cát em. Kìm. Đừng là hình vuông đó nha, shop làm ăn về chán quá, phải có hình gì đó mà nó khó khó như ngôi sao gì đó. Tạ anh tên tim. Yêu lớp. Có thể bán em không? Thôi rồi. Rồi hơn Quốc em. Cậu chúa lại. Này dễ đấy không? Rồi ok. Lấy mấy hình thó không? Mấy hình mình để cho xem Hương có hình dai. Đây anh thắt hồi hợp nhất. Rồi dễ hơn à. Cái gì đấy? Lục giác. Lục giác các bạn. Dạ. Lục giác cho phải hình vuông nha. Làm sao ra hình vuông là bị lộ nha. Rồi ok, mình chuẩn bị bấm thời gian các bạn. Bắt đầu 6 phút. 6 phút 2 giây. Rồi 6 phút bắt đầu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi phỏng vấn từng người nha. Rồi con dễ thì nó chơi coi ghe coi cái trò chơi này bao giờ luôn, nhưng mà nó lại có tự biết chơi là nó liếm cái tâm cái kim, rồi nó làm được hình ngôi sao cái bông 6 cánh hả em? Đúng rồi anh. Rồi Toàn thì hình vuông các bạn. Toàn là hình vuông. Đây là được hình vuông luôn mà nó rung kìa. Con em đó. Nó rung hơn dễ nữa. Này là ghe đâu chết đâu em, mà sợ dữ em. Hồi hộp anh. Rồi ăn lông su su gì đó nó hình như đã coi game này rồi các bạn, nhưng mà chơi khang nhìn thấy khá là kém nha. Đâm rồi Bảo Gaga thì được một cái trái tim khá là đẹp, còn Hương thì lục giác. Ai nói liếm đó là làm lẹ à? Không, bắt trước nhan nhạc chính, anh có hào quang nhạc chính là hắn à. Hương gung kìa, không ai bắn chết đâu mà gung kìa, mắc tiền sợ anh. Hương là lục giác. Vậy nói chung là trong cái game này là Hương khó nè, Bảo khó nè, ăn quá đơn giản hình vuông, đại hình vuông quá đơn giản, Toàn có hình vuông luôn. Vậy chỉ có thằng Vĩ là cái bông cũng khó nha. Vậy là 3 người khó và 3 người dễ. Ok là mẻ luôn em, đâu cần phải đâm đâu. Đúng rồi. Rồi như bắn ăn. Hình vuông cần gì đâm làm gì đúng không? Dạ chúng đâm vô đùi. Đây thì một bạn ăn đó nha bạn, đang ăn. Má đâu. Toàn ăn, để ghép lại thử. Chưa cẩn thận nha. Ngon mấy hình hình vuông tao ăn đại luôn cho lẹ luôn. Cẩn thận anh. Ô được lên đây rồi, xong rồi đây, từ đại xong trước review đại rồi hình vuông các bạn. Rồi đại hoàn thành, đứng dậy em. Rồi chiến thắng, mà chiến thắng đầu tiên thôi. Rồi ra đó luôn. Tiếp theo là lục giác thôi nha anh. Rồi ok Hương qua luôn. Wow. Đứng dậy luôn em. Vậy là chúng ta chỉ còn 4 người thôi nha bạn. Còn 2 phút 45 giây nữa thôi. Gaga chắc đi cát bụi luôn rồi. Bảo Gaga đi về cát bụi. 2 phút 30 giây nữa thôi. Ăn hình vuông mà chơi cẩn thận quá em. Hình vuông cẩn thận quá các bạn. Nói tiếng Việt cho nghe luôn, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đứng chưa? Chưa. Mình phải gạch một đường. Cẩn thận rồi. Rồi tiếp theo là Toàn. Rồi. Ok mắt Hương mình thấy là Toàn nó hoàn thành nha bạn. Yeah. Qua luôn. Wow. Em muốn đi game mất tiêu luôn rồi. Lấy con Hương đỡ đi. Rồi ăn paracetamol nữa xong rồi nha bạn. Rồi hoàn thành luôn em, đứng dậy cho mọi người biết là còn 2 hàng. Rồi chúng ta sẽ ăn nhau luôn. Đây cộng miếng nè em, chưa đều em cắn lên cái em. Đâu để quay gần coi. Rồi tới tim nha. Bảo sang Gaga đã được hoàn thành. Vậy là chúng ta chỉ còn có Vĩ 6 cánh thôi. Rồi lên đạn sẵn luôn em. Mấy phút rồi? Chúng ta chỉ còn 1 phút 23 giây nữa thôi. Sao? Không thấy cái bông luôn anh. Liếm cái Hư bà ơi. Clip kia á, mắc cái hình luôn rồi. Không biết sao thấy còn 6 cánh là được đâu, 6 cánh đâu. Giờ kìa. Thôi thấy em nhảy xuống hồ luôn, lẹ luôn em ơi. Tự nhiên bóc vô hình như nhân phẩm gì vậy. Rồi, bắn vậy, bắn chết. Rồi ok vậy tập. Rồi tiếp theo là vòng thứ 3. Vòng này chúng ta sẽ có 5 người thôi bạn. Do con dĩ nó đã ăn luôn cái cục kẹo của nó rồi, nên ta đã bị lội. Mình tính ra nếu như dĩ không bị lội thì mình đã chia cái vòng kéo co này là 3-3. Tại vòng thứ 3 này tóc viên là kéo co các bạn. Và bây giờ đã lẻ là 5 người. Và theo kịch bản của Viên là nếu như lẻ thì sẽ có một người được không làm gì hết các bạn. Tại vì không lẽ bên 2 bên 3 sao kéo đúng không? Đúng. Ở đây chúng ta sẽ có cái vòng bóc ham. Chúng ta lại đến với ăn nhỏ đi các bạn. Thử xem ăn có được ra không nha. Nếu như giấy trắng là được ra. Rồi ăn được số 2 tức là ăn ở đội 2. Rồi Sanji bảo, Gaga bảo. Em giấy trắng rồi, hỏi nó cũng biết nữa. Rồi em số 2 giờ em với ăn là chung bồ rồi giờ cho mọi người xem các em. Rồi hai bạn này là chung bồ. Hương qua đây đứng em. Rồi để xàm cái này, có cộng Hương được ra nữa. Ra là tổn hắc lớn. Rồi chấm hỏi rồi. Tổn hắc lớn cho tim rồi. Wow. Rồi Hương được ra rồi. Vậy là Toàn được số 1. Đại được số 1. Rồi vậy là đội 1 qua đây. Đội 2 qua bên kia. Rồi vòng kéo co này thì bên phía bên đây là Toàn chơi song dông và Đại Tuyệt chung một đội các bạn. Toàn không biết bơi mà áo phao. Và phía bên đây là ăn Hàn Quốc. Ăn Hàn Quốc và Bảo Gaga chung một đội nha. Vòng này kéo ai mà bị kéo xuống dưới hồ là đồng nghĩa với việc bị tạt với bạn. Nói chung là vòng này chia 2 đội, chỉ có một đội vào vòng kế tiếp thôi. Ô Bảo cứ bơi không? Em thắng mà. Thằng Bảo là nó không biết bơi nhưng nó tự tin là nó thắng, nó không hề mặc áo phao nha các bạn. 3, 2, 1 bắt đầu. Cái đó em nói sao? Sao mà hua nữa? Nó tự tên tới mức mà đâu mày mặc áo phao luôn mày. Rồi xử bắn. Băng băng. Rồi sau 3 vòng chơi chúng ta đã loại được 3 người, tức là giải thưởng nó lên được 3 triệu đồng rồi nha bạn. Chỉ cần chơi đơn giản lụm 3 triệu. Quá là đã luôn. Và tiếp theo là vòng thứ 4 theo kịch bản của Vin thì vòng này sẽ là bắn bi. Nhưng mà bắn bi thì trong Vin tại các thằng đông, còn này tụi mình còn có 3 móng thôi các bạn. Sao bắn được? Nên tụi mình sẽ chơi game khá là đơn giản, mỗi người sẽ có 3 cục bi, mỗi người có một màu khác nhau thôi ha. Được, ok. Đã Bảo xanh Gaga thì chơi bi xanh dương nha. Sao khác màu nha, okay. Rồi ăn bi sữa nha. Ok. Rồi ăn bi sữa cho bạn. Và Hương là bi trong. Đây, Hương là bi mấy cục trong trong như vậy. Và mỗi người có 3 cục và luật chơi rất là đơn giản. Ở đây là mình sẽ cầm cục bi. Và phía tên thằng bảo vệ là sẽ có một cái bớt các bạn. Mình sẽ đếm cục bi này. Wow. Nói chung là mình sẽ đếm cục bi lên trên cái vạch đó. Nếu như trong 3 cục bi đó mình sẽ được chọn một cục. Cục nào mà ở gần đích nhất là mình càng ok. Còn thằng nào mà ở xa nhất là nó sẽ bị lội. Vòng này chỉ lội một người thôi. Đơn giản qua 3 cục. Cố gắng gần mức nhất có hỏi. Không được lố hỏi mức nha. Dạ. Yeah. Rồi ăn Hàn Quốc cho trước nha. What the fuck? Quốc lần 3 cục luôn em. Oh, siêu chân nhau nhiều. Hai cục nó lố rồi, hai cục nó bỏ. Tiếp, cục thứ 2. Cục này coi bỏ luôn rồi. Rồi, chắc bỏ luôn rồi, qua mất là bỏ nha. Rồi, ok chưa qua mất tiếp em. Cục cuối cùng. Rồi, ăn sau 3 cục là ăn chỉ lấy được một cục thôi, lại nó đứng cái cục bi của em. Yeah. Đứng cái cục bi cuối cùng của em nha. Rồi tiếp theo Bảo Gaga 3 cục, 3 cục cát quăng hết luôn em. Thôi anh lỗ. Rồi Hơn ăn rồi nha, Hơn ăn rồi nha. Rồi lố rồi, lố rồi. Tiếp luôn, ao trình hết rồi. Không đủ rồi. Rồi lố luôn rồi. Cục cuối cùng các bạn, cục cát cuối cùng. Rồi lên cục cát của em, đứng của em. Lố luôn rồi. Rồi, vậy là lấy được con cục rồi, đá cục nó vô luôn. Vậy là chúng ta sẽ đến với paracetamol với 3 cục bi màu rất là đẹp. Ném em 3 cục luôn. Tình nó đang vậy á. Sợ mất tiền. Hơi nhẹ. Cục. Rồi, tiếp. Cua cá bảo nữa. Thôi ao trên rồi. Rồi lố rồi. Tiếp cục cuối cùng. Đi luôn nè. Ao luôn. Lố luôn. Đây là cục của Hương nha các bạn. Ở đây có cái lằn của cục gạch sẵn luôn nè, Hương ở đây. Còn cục này của Bảo, lằn ở đây. Và cuối cùng là phía bên tay chạy qua đây là có cục của Ăn, vậy là ăn là hạng nhất. Yeah! Ăn ở gần mất nhất. Bảo gần về và người ở xa mất nhất chính là cu Hương. Ao trần rồi. Chết rồi chết đứng gì vậy? Tất quá chết đứng luôn. Vậy là vòng thứ 4 này là chúng ta đã loại được Hương, Ao Trần. Chúng ta chỉ còn lại có Bảo Gaga và Ăn Hàn Quốc thôi nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ có vài phút giải lao đã đến với cái vòng rất là khó luôn. Đó chính là vòng thứ 5 nha. Rồi ok, tụi mình đến với vòng thứ 5 nha các bạn. Và theo như bộ phim thì vòng này là nhảy qua cầu kính. Nhưng mà cầu kính thì nó khá là nguy hiểm các bạn, nó bể kính rồi các kiểu rất là nguy hiểm luôn. Nên tụi mình đã thiết kế những cái tấm gỗ được mình cắt đứt làm đôi nha các bạn. Đây, ở đây có tất cả là 4 tấm gỗ được mình chẻ một đường cắt làm đôi, sau đó mình dán băng keo lại các bạn. Nói chung là mấy cái tấm gỗ bây giờ chỉ cần chạm vào là nó sẽ tát ra làm đôi, rất là an toàn. Và tụi nó nhìn vào nó không biết tấm nào các bạn, tại vì trong 4 tấm đó có 2 tấm mình cưa làm đôi, có 2 tấm mình vẫn giữ nguyên, nhưng 4 tấm mình đều dán băng keo hết nha. Và ở đây là chúng ta sẽ còn có 2 người cuối cùng thôi, đó chính là Bảo Gaga và Ăn Hàn Quốc. Sao mà chụp ảnh lại xíu vậy? Theo như trong bộ phim là ai số báo danh nhỏ hơn thì sẽ nhảy trước, nhưng mà tụi mình ở đây tụi nó là những người chơi không có số bạn, nên hai đứa nó sẽ tuấn xì, ai mà hua thì sẽ nhảy trước. Ok, rồi hai đứa quánh tù xì coi. Một kéo bú bao à? Kéo bú bao thôi nha. 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3. Kéo bú bao rồi Ăn hua với bạn. Ăn bị bao vậy là Ăn phải nhảy trước. Rồi ở đây là chúng ta sẽ có 4 tấm và Ăn nhảy trước. Nếu như em mà không lọt, đúng không? Yeah. Đứng im được thì ta lượt Bảo nhảy. Sau đó bắt đầu hai đứa tụi xì chơi nữa. Vậy ha. Là sao? Bây giờ ví dụ như em nhảy vào cái tấm nào đó mà không gãi, đúng không? Dạ. Yeah. Thì hai đứa sẽ tụi xì tiếp. Chứ không phải làm nhảy kiếm luôn, vậy là không công bằng phải không? Cứ một lượt nhảy là sẽ tụi xì nha. Rồi ok, 2 tấm này em chọn tấm nào? Tới luôn em, đứng cái giữa luôn em, đúng rồi. Tấm bên đây đi. Tấm này. Dạ. Tấm này thấy đường nước khá là rõ rệt luôn nè. Trời ơi. Một tấm này đường nước nhỏ hơn. Ai biết hết chơi thế nào em? Này rồi, thôi bên đây đi. Rồi ok, vậy nhảy em. Nghe lý trí vậy. Ok nha, ok nha. Xin mời. Wow. 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 Ăn đã hoàn thành. Ồ, tìm đồng phật luôn. Rồi, tiếp theo là Bảo. Bảo nhảy tấm nào Bảo? Đúng rồi. Bước qua luôn em. Bây giờ hai cô sẽ tiếp tục tổn xì, ai hô là người đó phải nhảy. Ok. Yeah. Rồi, chuẩn bị nè. 3 2 1. 3 2 1. Rồi, Bảo hô, Bảo nhảy chỗ nào em? Kiếm mình mối nha. 10 giây bắt đầu. 9 8 7. Bên đây. Chắc không? Đâu, ok. Rồi nhảy em. Rồi nó nhảy có lúc nào em lọt ra không ạ? Em đứng sát cái cây em, đứng sát cái cây. Bước được. Nhảy nhẹ thôi, nhảy nhẹ thôi. Nhảy nhẹ thôi. Không biết bơi. Rồi cho bước luôn, bước em. Bước một chân lên là chân lên kia qua liền nha. Bước, ok. Bước, bước lên, bước lên. Không, cứng rồi. Ủa trong phim có vậy không? Trong phim có ai không gớt không? Phải nên lọt tùm lum hết à. Những người không biết bơi anh. Trong phim không biết sao mà lọt tùm lum, còn mấy này nó bít sao mà bít hay quá hả? Bít không nào gớt hết. 2 tóm bên đây là gớt các bạn, mà sao nó may mắn dữ ta? Nè, Vinh nè. Bít cái là gãi liền các bạn. Hôm nay Hồng may mắn mỉm cười với em. Wow. Thật là chán các bạn ơi, thật là chán luôn, không có ai gớt hết. Vậy là bắt buộc là chúng ta phải đến với vòng tiếp theo nha. tại vì tông game là tao mới mấy trăm người chơi lận nên nó khá là dễ. Còn này tụi nó có 2 thằng và tỷ lệ nó góp rất là khắp nha. Rồi ok, tụi mình sẽ đến với vòng thứ 6 nha. Rồi ok, tụi mình đến với vòng cuối cùng, vòng thứ 6 các bạn. Tông game cũng có 6 vòng và tụi mình cũng sẽ có 6 vòng luôn. Và bây giờ là chỉ còn có 2 người. Và cái game của Hàn Quốc, cái game trò chơi con mực, tam giác vuông tròn các bạn, nó khá là hắc não luôn. Nó nhảy nhót tùm lum á, không hiểu. Em có coi hết tập đó không ạ? Dạ có à. Em có hiểu chơi sao không? Dạ em thấy là đánh lộn hay anh à. Nó chém nhau cái hết phim đúng không? Dạ. Bởi vậy nên thật sự là trong phim nó còn không có đề cập đến cách chơi, nên tụi mình sẽ chế biến một chút các bạn. Ở đây là tụi mình sẽ có là hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Và hai thằng cu sẽ tập hợp trong hình vuông cho nó rộng các bạn. Và chơi cái trò của Running Man, cái trò xé bảng tên. Đây, có rất là nhiều bạn yêu cầu mình quay clip xé bảng tên. Hôm nay mình tích hợp vô trong cái video này luôn. Bên đây là chữ An, còn bên đây là chữ Bảo các bạn. Nãy cái đồ mình kia dấu ngã. Tên của mình là mình còn bị sai nữa. Rồi ok, cameraman lui qua bên kia và hai bạn vô hình vuông. Bự mà. Còn vô bự không? Quá bự. Và khi anh nói là nghe đi, gâu là hai đứa sẽ bay vào cắn xé lẫn nhau làm sao miễn lấy được các bạn tên dơ lên cái là chiến thắng. Ok. 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 Em có cái gì trước khi chơi không em? Mình nghĩ là trò này mình thắng hả các bạn à? Mình đô con lắm. Mình đã từng có clip xé bảng tên và ăn nó đã bị xé nha các bạn. Đúng không? Em cũng bị xé. Em cũng bị xé luôn. Đồng đội em. Rồi rồi ok. Ready go. Ủa không có chiến gì hết à? Bắt tay không? Bắt tay đấm luôn á, bắt tay đấm luôn á. Trời ơi mượn bảng tên. Không có cho mượn, trò này không có cho mượn em. Mình dặn xé nhau. Đè nó hụt xuống luôn giống tấm phim tấm hành vậy á. Vậy phải đè xuống luôn chứ. Rồi. Không, chấm hồi Bảo, bự vô trong lần ăn. Làm lẹ quá. À, dạng như là Bảo nó vặt thằng An xuống nhưng mà An trước khi ngã xuống nó nắm được bảng tên. Dạ, em bỏ, em buông xuôi tất cả. Bị ngã nhưng mà phải lụm được bảng tên đúng không? Dạ. Trong vòng không đã chưa đầy 1 phút nữa là chúng ta đã có người chiến thắng. Đây là cái đầu của Bảo rồi. Đây, đầu của Bảo trong đây nha. Nghĩ sao? Vẫn còn gì? Ngoài không ưu tiên em xé bảng tên em. Nè Dương An này nhìn vô nè. Ủa khó lắm luôn. Giờ nó dễ rồi. Em nắm vô được rồi. Khó lắm đó. Nó có một cái viền rất là nhỏ, mình phải nắm vô được cái viền này đó bạn. Nắm vô được cái viền này mình mới xé được. Đây các bạn thấy cái viền nhỏ này phải nắm vô chứ mình mà nắm hụt là mình nắm nguyên cái bởi áo vậy là mình không xé được nha, phải nắm vào cái viền nhỏ này là mới xé được. Bởi vậy đâu dễ đâu. Tại mình không chơi mình tưởng đâu dễ, thực ra là rất là khó xé nha bạn. Ok, nói chung là An đã chén thắng. Trò chơi cũng mất. Rồi ok, nói chung là tụi mình chỉ có 6 người chơi nên mỗi người tương ứng với 1 triệu. Kết quả là chúng ta sẽ có giải thưởng là 6 triệu các bạn. Ừ, tuyệt vời anh ạ. Mình thấy chơi cũng khá là dễ nhưng mà do tụi mình làm theo phim các bạn nên mình nghĩ là nó hơi có những cái dòng nó hơi khó một tí. Tại tóc phim người ta sẽ làm cho kịch tính hơn. Còn mình chơi phiên bản đời thật thì nó chớp nhón cây xong các bạn, rất là lẹ luôn nha. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây. Hôm nay làm Squid Game theo cậu rất là nhiều bạn luôn. Bạn thích video này nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm những clip khác nha. Khi hết dịch thì tôi có thể là mình sẽ làm một cái phiên bản gì đó mà đông khách mời hơn, có thể là 456 bạn luôn các bạn, chơi cho đã nha. Ok, tạm biệt các bạn. Tạm biệt. À quên, mình phải gừ hua, mình phải bắn chết đó chứ em. Tì em cũng... Cậu bắn nữa hả? Tì em là đồng đội của anh kéo nhưng mà không được. Wow, chết.